Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan vấn đề chiếc tàu Titanic. Du thuyền Titanic là một loại du thuyền lớn nhất thế giới vào những đầu thế kỷ 20. Và đã được hạ thủy và đã có một chuyến hải hành đầu tiên vào 1912. Sau 2 tuần lễ trên đại dương đã đụng phải những cái tảng băng ngầm, làm cho tàu bị bể và nước tràn vào, sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ chìm dưới đáy biển, mang theo 700-800 du khách và thủy thủ đoàn, chỉ có khoảng 600-700 người được cứu sống. Một chiếc du thuyền đầu thế kỷ 20 mà chứa đến 1.500 người cho đến 2.000 người là quý vị biết là nó vĩ đại như thế nào. Thế thì suốt trên 100 năm nay nằm dưới lòng đại dương, các cái phương tiện văn minh hiện đại, người ta đã dùng sonar và người ta đã khám phá và biết ra cái chỗ địa điểm của chiếc tàu nằm dưới lòng đại Tây Dương. Cái vùng đó gọi là vùng Newfoundland, quần đảo St. John của Canada. Tuần vừa rồi, một chiếc tàu ngầm nghiên cứu và khám phá submarine loại đặc biệt chế tạo đem theo 5 chuyên viên, trong đó có chuyên viên quay phim, chuyên viên nghiên cứu, chuyên viên điều khiển tàu. Nhưng mà rồi sau vài tiếng đồng hồ thì chiếc tàu đã bị nổ bung ở dưới lòng đại dương sâu vào khoảng 200 thước. Và tất cả 5 người trên chiếc tàu đó đã chết hết. Coast Guard, tức là lực lượng tuần duyên của Hoa Kỳ, họ đã khám phá và họ đã tìm ra những cái mảnh vụn của chiếc tàu đó. Và các chuyên viên họ nghiên cứu, họ mới biết rằng là cái tàu này sở dĩ bị nổ bung là vì cái chất fibroximang, tức là cái chất mà làm thành những cái vỏ tàu, nó không được bảo đảm. Nó không chịu nổi những cái áp suất ở dưới 200 thước. Vì thế nó đã bị nổ và làm cho thiệt mạng 5 chuyên viên hải dương học của chiếc tàu Odyssey này. Thì cho đến giờ này thì mọi người đều biết rằng đây không phải là sự gọi là khủng bố, mà đây là tai nạn nghề nghiệp. Trong đó có 2 cha con tỷ phú của Hoa Kỳ, lúc đầu họ đã nhận làm du thuyền, làm du khách đi theo chiếc tàu đó đóng tiền. Nhưng vào giờ phút cuối, họ nghĩ rằng vấn đề an toàn của chiếc tàu, họ không dám đi nữa. Nhờ thế mà cả 2 cha con này thoát chết. Nhưng đây là một cái sự nghiên cứu về hải dương học cũng làm điều hay. Đây là trong cái sự nghiên cứu phải có sự hy sinh làm cái chuyện dĩ nhiên. Đây là một tổ chức tư nhân của các khoa học gia. Mà khi mà chiếc tàu tìm thủy đính mà loại mà để nghiên cứu này chỉ còn cách con tàu vào khoảng độ 300 cho đến 500 feet thì là sẽ tiếp cận được với con tàu Titanic. Và đã bị tại lâm nạn và tất cả chuyên viên đã bị chết. Đây là một cái sự thiệt hại cho cái ngành khoa học, hải dương học. Và đấy cũng là một cái sự đau khổ. Chính phủ Canada đã gửi điện văn chia buồn với gia đình của 5 chuyên viên này. Và lực lượng hải quân của Hoa Kỳ hợp tác với Canada, họ đã thu nhặt được những cái mảnh vụn của chiếc tàu. Chứng tỏ là cái áp suất nó quá mạnh, quá cao khi nó nổ bung, nát hết. Vì thế 5 chuyên viên cũng không còn nguyên vẹn. Đấy là một sự thất bại của ngành khoa học. Và chiếc tàu Titanic này, người ta còn khám phá ra trong đó có nhiều cái bí ẩn. Và đây là một trong những cái sự kiện hồi đó là cái chuyến đi từ thành phố Hampton ở bên London đến New York, nữ ước của Hoa Kỳ. Và là một cái chuyến đi duy nhất sau khi được hạ thủy vào năm 1911 và đến 12 ra đi thì bị lâm nạn và chìm xuống dưới đáy biển. Bởi vậy cho nên người ta đã làm rất nhiều phim về vấn đề con tàu Titanic phải như thế, và đã thu về hàng tỷ đô la
về câu chuyện này. Rồi chúng ta lại có một câu chuyện nữa, đó là một chiếc cầu ở bên vùng Yellowstone, tiểu bang Montana, cuối tuần vừa rồi cũng đã bị sập, là về một chiếc chuyến tàu hỏa chở những hóa chất của dầu hỏa, và khi đi gần tới chiếc cầu này thì nó lại bị chật đường ray, nó derail. Và vì chỗ chật đường ray cho nên nó đâm vào cầu và cầu sập. Đây là một cái chuyện dễ hiểu trong cái thời gian của Joe Biden. Xảy ra rất nhiều tai nạn về vấn đề môi sinh và môi trường. Dù là vô tình hay là cố ý, thì đây là những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng nước Mỹ tốn hàng trăm tỷ đô la để mà bảo vệ môi trường, nhưng mà an toàn thì không có. Đấy, quý vị thấy lâu nay toàn những chuyến tàu chở dầu hỏa, chuyến tàu chở hóa học, chuyến tàu chở các loại sản phẩm nguy hiểm đến tính mạng con người, lâm nạn, lúc thì là vòng đường ray, lúc thì qua bên cầu. Mà rồi kết quả giờ này vẫn chưa đâu vào mấy đâu. Quý vị còn nhớ câu chuyện ở thành phố East Palestine không? Cách đây vài tháng, đoàn tàu chở hóa học nổ bung, làm cho hàng chục ngàn người phải di tản. Đến giờ này họ vẫn chưa giải quyết. Đấy là đường lối làm việc của Joe Biden. Rồi chúng ta lại có một câu chuyện nữa. Khán giả của tôi ở bên Texas, ở Houston, Alabama gọi điện thoại cho biết rằng hiện nay ở bên đó đang bị heat wave, những cái cơn nóng thiêu đốt lên đến 110 độ, lên đến 120 độ. Và có người đã chết. Một người chết trong một tai nạn, rồi giữa cái sức nóng thiêu đốt của mặt trời không chịu. Emergency 911 đến không kịp cứu, và anh ta 31 tuổi đã qua đời. Cho nên là quý vị khuyên những bà con ở Texas, nhất là những người lớn tuổi, không nên ra ngoài trong lúc này. Và chịu khó lo vấn đề tốn tiền điện, nhưng mà phải mở air conditioner, máy lạnh. Rồi bên cạnh đó thì những tiểu bang Indiana, Alabama, Louisiana lại bị bão, những cái gọi là hail, tức là mưa đá. Có nhiều cục mưa đá to đến 2 inch. 2 inch là bao nhiêu phân? 5 phân. 1 inch Mỹ là bằng 2 phân rưỡi của Việt Nam. Mà cái viên đá mưa này nó to đến 2 inch đường kính, gần bằng quả bánh tennis rồi. Cho nên có nhiều xe bị đập bể kính khi mà những hòn mưa đá này nó rơi xuống. Hàng chục triệu người đã bị ảnh hưởng vì vấn đề heat wave, vấn đề hail, vấn đề thunderstorm. Cho nên các tiểu bang miền Trung và bây giờ từ Indiana trở xuống, vùng vịnh Mexico bị rất nhiều tornado, là những cơn lốc. Chúng ta may mắn ở Cali an toàn hơn. Cho nên quý vị nhắc nhở bà con ở các tiểu bang đó, chịu khó không ra ngoài trong những cái lúc trời mưa, trời nắng như này, bão tố. Rồi chúng ta lại có một bản tin nữa. Cái này, những người nào mà chống Donald Trump nên nghe. Ngày hôm qua, đã có một cuộc thăm dò 34.936 cử tri ở 4 tiểu bang của miền Trung Mỹ, họ thăm dò. Thì quý vị biết rằng là kết quả là sao? Về vấn đề bầu cử 2024, 77.7% ủng hộ Donald Trump. Đối thủ là Ron DeSantis, là những phe kẻ thù Donald Trump đang bơm lên cho anh ta nổi tiếng. Quý vị biết Ron DeSantis được bao nhiêu phần trăm? 22.3%. Một người 77%, 77.7 coi như là 78 chứ. 78 chấm một người đối thủ đang Ron DeSantis được có 23 chấm, tức là thua 55% phiếu. Còn những người khác như là Nikki Haley chưa đầy 5%, Mike Pence được có 4%, Chris Christie được có 3%,
Đến bây giờ thì Đảng Cộng Hòa ra rất nhiều người, quý vị biết gì? Ngoài Donald Trump còn Nikki Haley, còn Ron DeSantis, còn Chris Christie, còn anh chàng da đen là Larry Elder, là một người làm truyền hình, truyền thông của Hoa Kỳ ở Cali. Rồi một người da đen nữa là nghị sĩ Tim Scott. Một người Ấn Độ là anh chàng Vivek. Tất cả là trên một chục người của Đảng Cộng Hòa. Mà trong đó chỉ có mình Ron DeSantis được 22%. Còn toàn lẹt đẹt 3, 4, 5%, 1% không đáng kể. Mike Pence cũng chỉ được có 2, 3%. Bởi vậy cho nên rằng là cái vấn đề yểm trợ cho Donald Trump giờ này, chúng ta không cần phải nói vấn đề yểm trợ nữa. Chỉ có cái vấn đề nếu ngày 2024 mà phe con lừa nó không gian lận như năm 2020 thì chúng ta 100% Donald Trump là vị tổng thống thứ 46, 47. Còn nếu nó gian lận thì chúng ta chưa biết. Giống như là bỏ phiếu của cộng đồng đây, lắm tên nó bỏ tiền ra để đi mua phiếu giả của những người già. Trong những năm trước chính tôi nó đã từng đến nó mua phiếu. Nó cho người đến các cái trung tâm nước sinh hôm. Ông già bà cả biết gì đâu. Nó tới nó chào hỏi, nó cho món quà xong rồi nó lấy tên nó điền vào. Rồi đem về nó cất, đến ngày bầu cử nó bỏ vào thùng phiếu. Đây là một lối gian lận ma lanh lưu manh của những cái bọn người gọi là trình độ văn hóa kém. Chúng ta chờ xem kết quả như thế nào trong những tháng ngày sắp tới. Nhưng cho đến bây giờ Donald Trump là một con người bất khả xâm phạm. 77%. Trong khi Joe Biden thua Donald Trump đến 15% nếu bỏ phiếu hôm nay. Kính thưa quý vị, là một lần nữa tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.